Các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chỉnh sửa một cái bức hình chụp lưu niệm. Thường thì chúng ta hay làm những bức hình chụp bằng máy kỹ thuật số DSLR, như cái máy hình lớn á, thì nó đưa lại một cái kết quả gần như là khá tốt rồi, trong cái lúc ngay khi bấm nút chụp và nó đã xử lý khá tốt rồi. Thế nhưng mà khi chúng ta sử dụng một cái compact để chụp cho hình gia đình thì sao? Ví dụ như ở đây, các bạn có thể thấy cái hình, đây là hình gốc ha, hình gốc này, và hình sau khi đã chỉnh sửa, thì các bạn có thể thấy sự khác biệt này ha. Mình sẽ chỉnh cho nó sáng đều lên và nét nó tăng lên, sáng đều, rồi những cái chi tiết tối, vùng trắng, vùng đen các thứ, nó phải điều hòa và nhìn nó thuận mắt hơn, và cái tấm hình này có thể được in ra đẹp hơn so với việc là chúng ta để nguyên vậy. Rồi, bây giờ mình bắt đầu ha. Xóa hết. Rồi, chúng ta sẽ nhân đôi cái layer gốc lên đã. Và ở layer này thì mình sẽ sử dụng nó để tăng nét. Và mình sẽ sử dụng Sharpen, Smart Sharpen. Vừa phải thôi, bởi vì nếu chúng ta không cẩn thận thì có thể nó sẽ tăng nét, thì nó sẽ tăng cái noise. Đây, trong Photoshop thì nó không cho mình giới hạn cái đường biên như là trong Lightroom, cho nên là cứ cẩn thận thôi, làm chút xíu thôi. Ví dụ như đây, cảm thấy như vậy là vừa, và click OK. Rồi, chờ tí xíu cho nó chạy. Không lẽ phải nâng cấp máy lên nữa sao ta? Bao nhiêu cho đủ trời. Nhanh à. Nhanh. Tại mình lười không cắt hay không cắt clip hay là dựng lại cho nên là hơi tốn thời gian. Rồi OK, xong. Có thể tắt mở để mà coi cái độ sự thay đổi ha. Cái góc nó cũng tương đối rồi, cho mình tăng rất là ít, cực kỳ ít luôn, gần như là không có, mà thôi kệ, tốt hơn chút xíu. Rồi thì tiếp theo nữa là mình sẽ nhìn như cái hình này thì có vẻ như là được sử dụng flat cóc trên máy thôi, cho nên là cái vùng phạm vi ảnh hưởng của nó rất là nhỏ. Có thể thấy ở phần dưới này nó rất là sáng, tương đối tốt, mà phần phía trên này nè, bốn gương mặt trên này lại khá là bị tối, cho nên là mình sẽ phải làm sáng nó lên. Mình sẽ sử dụng curve ha, kéo nó lên nè. Các bạn cứ việc kéo lên nhìn phía trên này thôi ha, cứ kéo nó lên chút xíu. Rồi OK, có thể tắt mở. Rồi bây giờ mình sẽ click qua bên layer mask ha, và mình sẽ chọn cái gradient tool, chọn từ trắng qua đen để mặc định. Dưới này trắng đen thì nó sẽ ra trắng đen, và mình sẽ đè shift và click kéo từ trên xuống. Ây, bị ngược rồi. Quên, đang để revert. Rồi, lại đi. Rồi ha, click kéo từ trên xuống. Như các bạn thấy cái vùng này nè, vùng đen tới trắng, ở vùng trắng là cái vùng mà cái layer này nó sẽ hiện ra, còn cái vùng đen là cái vùng cái layer này không có bị ảnh hưởng lên. Thì cho nên là nó sẽ chỉ ảnh hưởng từ trên này xuống dưới và tới đây mờ mờ dần. Thì cái phần dưới này là cái vùng ánh sáng gốc của cái bức ảnh ha. Rồi. Đây. Theo lý thuyết á, thì chúng ta sẽ để luminosity. Nhưng mà vì đây là ảnh chụp bằng cái máy compact, nên mình cũng sẽ để nguyên như vậy để nó tăng lên một ít màu. Theo cái trên lý thuyết á, thì chúng ta để nguyên vậy, chúng ta tăng RGB thì nó cũng sẽ tăng ít màu, cho nên là mình sẽ để nguyên như vậy và theo ý của mình. Rồi xong ha, qua đi, mệt quá. Rồi tiếp curve gì nãy giờ, mình sẽ kiểm tra qua cái curve, qua cái histogram, coi nó vùng này coi. Mình sẽ dùng level ha. Đây, cái histogram mình có thể thấy cái vùng đen này nó đang nằm ngoài, và
và nó có một cái khoảng từ cái điểm này cho tới cái biên ngoài. Thì cái việc này á, thì nó sẽ làm cho cái vùng đen của chúng ta không có đủ cái độ đen, nghĩa là chúng ta nó hơi đục cái màu á, thì mình sẽ kéo nó lên sao cho nó vừa chạm chạm mút cái này thôi, rồi vừa chạm tới là ok ha. Xong thì các bạn có thể thấy ở cái màu đen nó đã tương đối tốt hơn. Vùng phía trên này mình chưa thấy nó đủ sáng lắm, mình kéo lên chút xíu nữa. Rồi. Rồi ok, tiếp theo là mình sẽ đâu rồi cái gì nữa ta, ở đây thêm chút contrast đi, ví dụ contrast đơn giản này thôi, đẩy lên tí xíu. Rồi cái này để sau đi, này contrast ha. Rồi tiếp tục mình sẽ tăng sáng lên chút xíu, mình chưa thấy nó sáng đủ. Mình coi thử vào cái view này, coi history ha. Ôi đâu nhỉ, histogram chứ đâu history, histogram đây. Nó hơi ở cái vùng trung tính nhiều quá, và trong cái ảnh dịch vụ á, ảnh thương mại cái kiểu này á, thì thường người ta sáng mặt ăn tiền thì nó tốt hơn, cho nên là mình sẽ đẩy nó sáng lên tí xíu nữa. Cái vùng đẩy sáng này có thể dùng nhiều chức năng, dùng bằng nhiều cái công cụ adjustment layer, nhưng mà mình sẽ sử dụng cái exposure đi. Cái này sử dụng nhiều trong nhiếp ảnh này, exposure độ phơi sáng khá quen thuộc rồi. Mình sẽ đẩy nó lên tí xíu. Rồi. Đây các bạn có thể thấy là nó hơi bị kinh. mình thấy gớm ấy. Tức là bây giờ mình sẽ chỉ muốn mình tăng sáng ở những cái vùng tối thôi. Cho nên là mình sẽ sử dụng cái blend if. Cái blend if này á, thì nó sẽ cho chúng ta hai cái thanh này. Thanh this layer là nó sẽ đại khái là nó sẽ cho chúng ta một cái bộ lọc mà chúng ta có thể tăng giảm nó ảnh hưởng tới vùng tối hoặc vùng sáng. Vùng thanh phía trên this layer á, thì nó ảnh hưởng tới cái bản thân cái layer góc này. Tức là khi mà mình kéo này ha, thì nó sẽ giảm bớt ở những cái vùng màu tối, tức là nó chỉ còn lại những cái vùng sáng á, của cái layer này. Đó. Còn khi chúng ta underlying layer, nghĩa là chúng ta đang nói tới những cái, nó sẽ so sánh với những cái layer ở dưới và nó tuân theo cái bộ lọc giống như phía trên này. Tức là bây giờ mình sẽ kéo cái thanh này xuống để mà cho nó cái vùng ánh sáng này á, nó chỉ tác động vào cái vùng tối thôi. Tuy nhiên là khi chúng ta kéo như vậy á, thì cái tùy theo cái dynamic range của máy, mà nhưng mà đa phần á, thì chúng ta kéo như vậy nó sẽ làm cái bức ảnh nó trông nó bị bể. Mình có thể thấy nó rất là xấu, cho nên là các bạn sẽ đè phím alternate ha, và click vào đây kéo ra, rồi đè phím alternate này, click và kéo ra, mình sẽ kéo hết cái thanh này luôn. Rồi thì các bạn có thể thấy là nó chỉ ảnh hưởng lên cái vùng tối thôi, nhưng mà nó có một cái độ chuyển sắc độ rất là phù hợp. Ok ha, chưa đủ lắm, thôi không được, ghê quá. Ok, vậy là tạm ổn. Còn gì nữa không? Có vẻ chưa đủ. Mình tăng thêm một tí xíu. Chút xíu. Chưa được, giảm opacity đi. Mình vừa tăng sáng lên tí xíu ha, bằng curve ha. Rồi, có thể thấy nó tương đối tốt rồi. Để coi còn gì ha. Rồi, cái này mình thấy nó hơi ám tím một chút xíu, cho nên là mình sẽ sử dụng cái color blank. Và ở vùng highlight, tức là cái vùng da này, mình sẽ tăng lên một chút xanh cho nó điều hòa lại cái màu tím hơi hồng hồng. Rồi, tốt hơn chút xíu rồi. Đây, vậy là tạm ổn. Có thể tắt mở và coi so sánh ha. Gộp chung hết lại, Ctrl G. Có thể tắt mở và so sánh nha. Đó, đây là trước này, sau này, trước, sau. Và các bạn có thể để ý ở cái vùng tóc này,
ở cái ảnh gốc á, cái vùng này nó sẽ hơi bị mất chi tiết rồi, nó hoàn toàn mất chi tiết ở cái vùng này rồi. Và vùng sau khi chúng ta chỉnh á thì chúng ta vẫn giữ lại được những cái chi tiết này và hồi phục lại được một chút xíu. Chúng ta không nên yêu cầu cao quá, bởi vì cái ảnh chụp bằng compact thì nó chỉ ở mức độ như vậy thôi, giữ được cái gì thì giữ. Tuy nhiên là nếu chúng ta nhìn thấy ở cái vùng này mà sau khi chỉnh xong á, chúng ta thấy nó thành nguyên một cục màu đen á, thì nhớ điều hòa lại làm sao cho nó lấy lại được những cái chi tiết như thế này, để khi in ra thì cái vùng đó sẽ không bị biến thành nguyên một cái vùng bệt màu đen, nhìn rất là kỳ cục. Rồi, vậy là xong cái tút ngày hôm nay. Tuy nhiên thì mình muốn giới thiệu thêm một chút xíu về cái fanpage mình mới lập xong. Về cái fanpage ha. Sau này mình sẽ thường xuyên up cái tool lên đây, và mình sẽ sử dụng cái fanpage này như là một trang để mà mình phải trao đổi lại với các bạn. Thì nếu có thể các bạn like và share cái fanpage này cho nhiều người biết hơn ha. À, đây còn một cái hay nữa, các bạn có thể click vào tab xem các hướng dẫn Photoshop và nó sẽ chèn cái có nguyên cái trang YouTube trong này luôn, thì ở đây có thể tiện hơn cho các bạn dễ theo dõi ha. Rồi, vậy là xong. Nhớ like và share nha các bạn. Xin cảm ơn.